Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn truyền hình Leadership on TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Vy Anh và Đỗ Tân Khoa. Sau đây là các bản tin thế giới. Bà Merkel vận động người Đức ủng hộ cho ông Armin Laschet kế nhiệm bà. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ thời gian chơi game của trẻ vị thành niên, đe dọa vị thế cường quốc thể thao điện tử. Cướp có súng tấn công cửa hàng thời trang sức ở Place Vendôme của Paris. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Angela Merkel hôm nay đã nói chuyện với các nhà lập pháp tại Hạ viện Đức, kêu gọi mọi người ủng hộ ông Armin Laschet của đảng Bảo thủ ngồi với chiếc ghế thủ tướng kế nhiệm bà tại cuộc bầu cử diễn ra trong tháng này. Theo AP, thì bà Angela Merkel hôm qua đã tuyên bố bà tin rằng ông Laschet, thống đốc tiểu bang North Rhine-Westphalia, đông dân nhất của nước Đức, có năng lực để lãnh đạo đất nước. Hôm qua tháng 7, bà Merkel và ông Armin Laschet đã đến thành phố Hagen và các khu vực lân cận bị thiệt hại nặng nề vì bão lụt. Ông Laschet cũng là thủ tướng đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo đang thách thức các đảng viên Dân chủ Xã hội trung tả trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Tại cuộc họp báo của chính phủ diễn ra vào ngày hôm qua, bà Merkel đã nói rằng hy vọng cả hai đảng của chính phủ Liên minh sẽ thu được thắng lợi trong cuộc bầu cử, đồng thời xác nhận rằng bà hoàn toàn ủng hộ ông Laschet ở chiếc ghế thủ tướng của nước Đức. Cuộc bầu cử quốc hội của Đức diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới đây. Và trong phòng họp được bao bọc bởi những bức tường lát kính, các thành viên của đội thể thao điện tử Roach Warrior có trụ sở tại Thượng Hải thường xuyên tập luyện từ 11 giờ sáng cho đến khuya và chỉ ra ngoài để ăn uống vội vàng. Zhang Kaifeng, 19 tuổi, người chơi trò đấu trường Arena of Valor của Tencent Holdings, cho biết thường dành khoảng 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày để mà chơi trò chơi điện tử tại quốc gia đang có thị trường trò chơi điện tử lớn nhất thế giới với hơn 5.000 đội. Tuy nhiên, mới đây thì chính phủ Trung Quốc đã ban hành quy định mới hạn chế thời gian chơi game của trẻ vị thành niên để mà ngăn ngừa nguy cơ nghiện game ở giới trẻ và chỉ còn không quá 3 tiếng đồng hồ cho mỗi một tuần. Quy định trên đặt ra sự thay đổi làm cho dư luận lo ngại là nguy cơ lung lay vị thế vô địch thế giới trong lĩnh vực trò chơi điện tử của Trung Quốc hiện nay. Một số người nói rằng các tuyển thủ trò chơi điện tử thường được khám phá ở độ tuổi thiếu niên và từ bỏ các cuộc thi đấu ở độ tuổi 20. Cường độ luyện tập của các game thủ này được so sánh ngang bằng với các lực sĩ Thế vận hội và đội người nhái. Theo ông Chen Jiang là phụ tá giáo sư trường kỹ thuật điện tử và khoa học computer của Viện Đại học Bắc Kinh, thì quy định mới gần như là giết chết cơ hội để trở thành game thủ chuyên nghiệp của người Trung Quốc trẻ tuổi. Và cảnh sát Pháp ngày hôm nay đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến một vụ cướp có vũ khí tại một cửa hàng trang sức sang trọng ở Place Vendôme, khu vực trung tâm của Paris. Trong những tháng gần đây thì hàng loạt vụ cướp có vũ khí xảy ra ở thủ đô của nước Pháp. Sự leo thang hoạt động phạm tội đe dọa tình hình an ninh quốc gia có thể sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Pháp tại cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào năm 2022. Hồi tháng 7 thì kẻ cướp đã đột nhập vào cửa bán hàng đồ trang sức Chomet gần đại lộ Champs-Élysées, gom vét số nữ trang trị giá gần 2 triệu euro. Cảnh sát mở một cuộc điều tra đã thu hồi số nữ trang bị trộm và bắt một số nghi can. Vụ cướp mới nhất xảy ra vào hôm nay, cửa hàng Bulgari tại tòa lạc tại khu Place Vendôme trong sang trọng của ở Paris, và kẻ gian đã mang đi các món đồ trang sức trị giá 10 triệu euro. Băng cướp gồm 3 người, sau đó đã nhảy lên chiếc xe hơi tẩu thoát cùng với 4 đồng bọn đi xe mô tô. Bị cảnh sát rượt đuổi, ba tên cướp đã bỏ chiếc xe hơi để chạy bộ, nhưng hai tên đã bị bắt và một trong số hai người bị cảnh sát bắn trúng chân.
Và theo các nhà khoa học Liên Âu thì lục địa này vừa trải qua mùa hè nóng kỷ lục. Cơ quan giám sát sự biến đổi về khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết là nhiệt độ trung bình đo được từ tháng 6 cho đến tháng 8 ở Liên Âu cao hơn gần 1 độ C so với mức trung bình 2 thập niên qua. Họ cũng cho rằng nhiệt độ mùa hè năm 2021 đánh dấu cột mốc mới trong huynh hướng là nóng lên toàn cầu trong suốt thời gian dài từ thập niên 1950 cho đến nay. So với năm 2017, nhiệt độ đo được trong tháng 8 năm nay khắp hành tinh cao hơn 0.3 độ C. Các tổ chức bảo vệ môi sinh vào hôm nay cũng lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở lại hội nghị ngăn chặn tác động của sự biến đổi khí hậu COP26 đã bị hoãn lại vào hồi năm rồi vì đại dịch COVID-19. Hội nghị COP26 theo dự tính sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới cũng đã bị hoãn lại. Trong khi đó, thì các chiến binh Taliban đã nổ súng từ trên không để giải tán đám đông tham dự cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul ở Afghanistan để phản đối chế độ cai trị của họ. Đoạn băng video được tung lên mạng xã hội cho thấy mọi người nhốn nháo bỏ chạy để né tránh những loạt đạn. Hàng trăm người xuống đường hô khẩu hiệu ủng hộ cuộc kháng chiến và phản đối Taliban cai trị Afghanistan. Chính phủ quốc gia láng giềng Pakistan có mối liên lạc chặt chẽ với Taliban, bị cáo giác sẽ trợ giúp nhóm phiến quân Hồi giáo này trở lại nắm quyền nhưng đã phủ nhận. Chưa có phúc trình nói về con số thương vong ở người biểu tình bị đàn áp từ trên không trung. Các chính phủ ngoại quốc cùng với Hoa Kỳ đã di tản hơn 120.000 công dân của họ và người Afghanistan đồng minh bị Taliban đe dọa tính mạng nhưng đã bỏ lại hàng chục ngàn người. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết đã tiếp xúc với khoảng 100 người Mỹ vẫn còn ở lại Afghanistan. Nguồn tin khác thì nói rằng 1.000 công dân Hoa Kỳ và các nhân vật Afghanistan đồng minh còn đang bị kẹt ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc của Afghanistan những ngày vừa qua. Vào Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay công bố kế hoạch tăng thuế để tài trợ sự việc chăm sóc sức khỏe và cải cách xã hội của đất nước này. Từ tháng 4, chính phủ ông Johnson dự tính tăng thuế lợi tức thêm 1.24% đủ để chăm sóc sức khỏe và cải cách xã hội tại Anh. Thuế suất đánh vào các loại cổ tức sẽ tăng tương tự, bắt đầu từ việc tăng tỷ lệ bảo hiểm, loại thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và các công ty từ năm 2023. Chính phủ Johnson hy vọng thuế suất tăng thêm sẽ giúp cho họ thu gần 36 tỷ bảng Anh trong vòng 3 năm tới để chuyển trực tiếp đến các hệ thống chăm sóc sức khỏe và cải cách hệ thống xã hội của Anh. Thủ tướng Johnson cho rằng khoản tăng thuế mới sẽ là ngân sách đầu tư bổ túc vĩnh viễn cho nền y tế và chăm sóc xã hội thay vì vay thêm nợ. Theo chương trình bảo hiểm quốc gia của Anh, người lao động và người sử dụng lao động phải trả một khoản phí tài trợ chương trình phúc lợi như lương hưu của công chức nhà nước, trợ cấp ốm đau và trợ cấp thai sản theo luật định. Người trên tuổi nhận lương hưu không phải nộp thuế. Kế hoạch cải cách hệ thống chăm sóc xã hội đã được chờ đợi từ lâu vì thực tế cho thấy người Anh thường phải bán nhà để trang trải chi phí để trị một bệnh hoặc là chăm sóc sức khỏe. Văn phòng điều phối các vấn đề về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, hôm nay đã cho biết hệ thống cung cấp dịch vụ tiện ích căn bản tại Afghanistan nguy cơ bị sụp đổ vì kho lương thực cũng như là các khoản viện trợ dành cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá đang bắt đầu cạn kiệt. Phát ngôn viên của OSHR Jens Locke đã nói rằng một cuộc họp báo nói rằng hàng triệu người Afghanistan đang cần viện trợ lương thực và săn sóc y tế, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp phần mình trước khi là hội nghị viện trợ quốc tế của Afghanistan diễn ra vào khoảng ngày 13 tháng 9. OCHA cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới góp 600 triệu Mỹ Kim để nuôi sống 11 triệu người Afghanistan có nguy cơ bị đói trong giai đoạn hạn hán, căng thẳng của năm. Hôm kia thì Liên Hiệp Quốc cho hay sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan sau cuộc họp báo Taliban ở Kabul. Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đều tạm dừng cung cấp các khoản tài trợ cho Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước này vào hồi tháng vừa qua. Vừa rồi là phần tin thế giới, xin quý vị vẫn giữ băng tần. Chúng tôi sẽ quay trở lại ít phút một số thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài.